Chào các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ với bạn cách gắn một cái bộ bồn cầu dạng rời thế này, nhanh, đơn giản và rất nhẹ nhàng, không tốn sức, đồng thời nó rất là chuẩn nha các bạn. Đó, thì một bộ bồn cầu rời nó gồm có bồn cầu, hộp nước, cái nắp và cái quan trọng đó các bạn, đó là cái bộ phụ kiện của nó. Đó, các bạn chú ý nhớ đầy đủ nha, phải lấy đầy đủ và nó phải có cái này, cái cao su này. Rồi, bây giờ vào cái cách gắn luôn nha. Thì trước tiên ấy, các bạn cần phải cắt cái ống thoát này nó bằng với mặt sàn hoặc là cao hơn khoảng 5 ly nha. Các bạn chú ý nha, cái ống thoát bồn cầu đây thì các bạn sẽ đặt lên, đặt bồn cầu lên theo đúng cái vị trí các bạn mà mong muốn nha. Và các bạn phải cần chú ý này, cái phần bên dưới này nó phải kín, phải bằng hết so với mặt sàn nha. Đấy. Rồi, sau khi các bạn nhìn ưng ý rồi á, thì các bạn sẽ dùng bút lông, các bạn đánh dấu lên. Mục đích là để khi mà các bạn gắn keo đồ này kia vô nó chuẩn nha. Và cái bàn cầu này các bạn sẽ không có gắn cái gì hết, các bạn để im như vậy. Bởi vì khi mà các bạn gắn cái bồn nước rồi nắp vào á, nó sẽ nặng hơn và nó vướng víu khó làm nha. Ok, sau khi mà đã các bạn vẽ xong cái đường này rồi thì các bạn sẽ việc lật bồn cầu này lên. Rồi, các bạn lật bồn cầu lên. Các bạn sẽ vệ sinh cái phần bề mặt này cho thiệt là sạch nha các bạn. Đó, thiệt là sạch rồi. Bây giờ các bạn sẽ dùng keo silicone để các bạn sẽ bắn lên đây. Các bạn đi hết một viền cho đều tay nhé các bạn. Silicone do nó có tính đàn hồi các bạn, cho nên nó sẽ hạn chế được cái việc mà mùi hôi nó thoát ra, mùi hôi bị rò rỉ sau một thời gian sử dụng khi bồn cầu hoặc là cái keo chà rong nó bị nứt hoặc có một kẽ hở nào đó. Còn silicone thì các bạn yên tâm, không bao giờ sợ bị rò rỉ nha. Sau khi bôi keo silicone xong thì các bạn chỉ việc lật lại và đặt đúng cái vị trí là xong thôi. Rất là dễ dàng nha. Đấy. Đặt đúng cái đường chỉ thôi là xong. Đó. Hoàn toàn kín luôn. Rồi, bây giờ các bạn chỉ việc dùng tay miết lấy cái silicone dư thừa ở đây ra là nó sạch luôn. Và đây là kết quả sau khi làm xong. Thì các bạn sẽ thấy giữa cái viền đế của bồn cầu với cái sàn nó nhìn rất là đẹp. Đó, nhìn rất là đẹp. Trong khi cái bồn cầu mà các bạn gắn bằng keo chà rong hoặc xi măng trắng thì các bạn sẽ thấy có một cái viền, đây, nó rất là xấu, nó không đẹp lắm. Vậy nha. Sau khi các bạn gắn cái bồn cầu xong và keo silicone nó khô cứng rồi á, thì tiếp theo các bạn sẽ gắn cái bồn nước. Thì các bạn chú ý nhé, các bạn nhớ kiểm tra cái phần này này, nó vẫn có chắc chưa nha. Còn nếu không kiểm tra, các bạn để như vậy, các bạn gắn xong là mất công tháo ra. Rồi tiếp theo các bạn sẽ chụp cái cao su này vào, chụp cho nó kín vào nha. Đây, sau khi gắn cái cao su này vào kín rồi á, thì các bạn chỉ việc đặt lên cho nó trùng cái lỗ trên bồn cầu thôi. Và các bạn xoay nhẹ cho nó khít với nhau, ăn rong với nhau nha. Đó. Các bạn sẽ thấy các cái lỗ nó trùng nhau là được. Được. Cái này các bạn chỉ việc vặn tay thôi, nó không đã cứng rồi. Bởi vì cái cao su bên trên nó đã chống rò rỉ nước rất là kín nha các bạn, yên tâm nha. Phần này thì các bạn sẽ cho ron cao su trước, cái phần nhọn lên trên nha các bạn. Đây, phần nhọn lên trên để cho nó giữ vào cái bàn cầu. Tiếp theo là cái lông đèn. Và cuối cùng là con ốc để vặn vào thôi. Rồi, sau khi gắn xong, các bạn chỉ việc đẩy nắp này lại nữa là hoàn thiện rồi. Đấy, quá đơn giản ha, tuyệt vời.